Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Radio, chuyên mục phụ của RTK Media, lên sóng vào tối thứ tư cách tuần. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 7 tập radio, tương ứng với 4 chương của Kamen Rider Ryuki, World of If. Và chúng mình cũng đã đem tới một video để tóm tắt, hệ thống lại toàn bộ tuyến truyện trong 4 chương vừa qua để các bạn có thể dễ theo dõi và nắm bắt. Hôm nay sẽ là tập cuối cùng của Kamen Rider Ryuki, World of If, kết thúc cuộc hành trình và cuộc chiến tàn khốc của những Rider trong thế giới gương. Giờ hãy cùng chúng mình bắt đầu luôn nhé. Kamen Rider Ryuki, World of If, biến thân cuối cùng, Alive Alive, người dịch Kami. Quay về phía Zero, Yui nói, tôi cần ông giúp. Tôi muốn ngăn chặn anh hai. Sau tất cả những chuyện mà anh ấy đã gây ra, tôi phải ngăn anh ấy lại. Cô biết cách duy nhất chỉ có thể là... Hắn nhắc lại, nhưng cô đã lắc đầu. Còn một cách khác để ngăn anh ấy, đó là đánh bại Odin trước khi anh ấy đạt được sức mạnh. Zero lắc đầu. Đó là điều không thể. Giáo sư, xin hãy tin tôi. Yui cầu xin. Alternative do dự. Có cảm giác như hắn sắp từ chối lời thỉnh cầu. Yui nói thêm. Nhưng không phải ở đây, chúng ta cần phải quay về thế giới thật. Không thì anh hai sẽ phát hiện ra mất. Hắn có thể đồng tình với chuyện đó. Alternative trả lời. Được thôi, nhưng tất cả tấm gương trong phòng thí nghiệm đã bị phá hủy hết rồi. Yui lắc đầu. Tôi không cần đến chúng. Sẽ không nếu như tôi... Cô không nói hết câu được. Chết ư, trở thành một phần của Mirror World. Cô cũng không biết nữa. Tất cả những gì cô biết là cô phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Nhắm mắt lại, cô đặt một tay lên khung cửa sổ gần tòa nhà. Cô bắt đầu đi qua đó, đưa tay về phía sau, nắm lấy tay Zero. Cô dễ dàng vượt qua rào chắn giữa hai thế giới như thể đi qua một bức màn. Cô quay người lại và nói, tôi cần ông giúp. Nếu cô muốn tôi đánh bại Odin, tôi e là mình không có đủ sức. Thiết kế của các Alternative dựa theo nguyên mẫu của 12 Rider thường kia. Có sức mạnh của Odin thì vượt xa hơn những gì mà tôi biết. Tôi không yêu cầu ông phải đặt cược mạng sống của mình. Dù sao anh hai cũng sẽ không nghe lời khuyên từ ông đâu. Vậy cô nghĩ hắn sẽ nghe lời cô? Cô vẫn sẽ phải chiến đấu với Odin. Cô sẽ phải sống sót để đối mặt với hắn. Tôi biết, nhưng tôi phải thử. Tôi phải bằng cách nào đó ngăn chặn được anh hai. Kagawa im lặng một lúc như để xem xét cô. Cuối cùng hắn nói, cả ba người đúng là những thanh niên khó hiểu nhất mà tôi từng gặp. Cô hợp tác với họ, mặc dù sẽ có lợi hơn nếu để họ tiêu diệt lẫn nhau. Cô cố gắng không để một ai phải chết, mặc dù để có được điều ước thì phải hy sinh người khác. Và cô sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu lấy, thậm chí cả những kẻ cản đường cô. Sau một lúc lâu, hắn rút bộ đách ra đưa cho Yui. Tôi không hứa hẹn là nó sẽ bảo vệ được cô, nhưng nếu cô tin mình có thể ngăn chặn được Kanzaki... Tôi sẽ làm, dù có thành công hay không thì tôi vẫn sẽ chết thôi. Vậy tôi sẽ tin cô. Giữ bộ đách trong tay, Yui đứng đối diện với tấm gương. Cô đưa nó về phía trước như những động tác mà cô đã thấy vô số lần. Chiếc thắt lưng xuất hiện cuộn tròn quanh người trước khi cô cho bộ đách vào. Quay trở lại thời điểm hiện tại khi Ren đã bị buộc phải trao sinh mạng cho Yui. Ren ngày càng yếu hơn mặc cho mọi cố gắng của Yui. Dù có gào thét cỡ nào thì Ren cũng không đáp lại. Anh ấy đã thua rồi, ở đâu đó trong người. Từ sức mạnh đang thiêu cháy anh và trao hết những gì thuộc về anh cho Yui. Cũng bằng cách nào đó mà anh có thể nắm chặt lấy tay cô, hy vọng rằng Yui có thể giúp anh vượt qua cái chết. Nhưng anh bắt đầu tan biến. Yui nhận ra có một lá bài trong tay anh. Cô giữ lấy món quà của anh một cách tuyệt vọng, như cố gắng giữ lấy bàn tay đang dần tan biến. Có vẻ Ren đã nhận ra rằng Yui đã cầm lá bài đó. Sự bình yên mờ nhạt thoáng hiện trên gương mặt của anh, trước khi những lời anh thì thầm tan biến vào trong hư không. Những lời thì thầm với một người mà Yui không nhìn thấy, Eri. Và anh đã đi rồi, tan biến thành những hạt bụi mà cơ thể Yui bất đắc dĩ hấp thụ vào. Cô chỉ có thể quỳ ở đó trong cơn sốc, bất lực nhìn vào lá bài mà anh đưa cho cô. Yui! Giọng nói của anh trai cô tràn đầy hy vọng. Giọng nói như lúc cậu bé năm nào hứa hẹn sẽ luôn ở bên cô. Nhưng hắn vừa giết bạn của cô, và cô nhìn hắn trong nỗi kinh hoàng. Cuối cùng anh đã làm được rồi. Sinh mạng mới là của em, không còn gì phải lo nữa rồi. Nhưng khi hắn bước đến, thì cô lùi lại. Yui! Tại sao vậy anh hai? Hắn không hiểu được, vẻ mặt bối rối và ngây thơ vô tội của hắn làm cô tự hỏi liệu từ trước đến giờ hắn đã trưởng thành hay chưa. Nếu hắn vẫn còn là đứa trẻ 13 tuổi, không thể hiểu được vì sao ba mẹ họ lại làm tổn thương họ, thì giờ hắn không thể hiểu được tại sao Yui lại tổn thương vì những việc làm của hắn.
Là vì em cả thôi. Anh đã muốn cứu lấy em. Cô lắc đầu với những dòng nước mắt chảy dài trên má. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn là hắn không hiểu gì hết. Hắn không thể hiểu. Thật dễ dàng để căm ghét hắn như Ren đã từng, nhưng thật khó để thương hại hắn như là Shinji. Và giờ hai người đã không còn nữa rồi. Họ là một phần của cô, một phần của thứ sức mạnh đã cho cô sinh mạng mới. Không, anh hai à, tất cả là vì anh. Đó là điều ước của anh. Anh chưa bao giờ hỏi điều ước của em là gì cả. Đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Và hắn hỏi, vậy điều ước của em là gì? Câu hỏi đó làm cô rất đau lòng và không thể ngừng khóc được. Dĩ nhiên là hắn không biết rồi. Hắn đã mù quáng thực hiện nhiệm vụ của mình để có được thứ sức mạnh này. Anh không phải người anh mà em từng biết. Cô thừa nhận rồi đẩy hắn ra. Em không còn biết anh là ai nữa. Và anh cũng không biết đến em. Cô giữ lấy lá bài của Ren đưa cho cô, rồi đưa ra trước mặt hắn. Vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt của Kanzaki. Hắn tiến đến cô. Yui, đừng làm chuyện dại dột. Những lời nói của hắn không chạm được đến cô. Mỗi Rider, mỗi Alternative và mỗi nạn nhân của đám Monster giờ đây là một phần của Yui. Và cô cũng là một phần của họ. Tất cả bọn họ đều có một ước muốn, và cô là người có thể trao nó cho họ. Em xin lỗi, anh hai. Em chỉ mong lần sau anh sẽ có thể hiểu ra. Yui! Hắn la lên. Nhưng đã quá trễ. Yui quét lá bài vào Alternative Visor và một giọng nói vang lên. Kanzaki giữ lấy vai cô trong sự hoảng loạn và tức giận. Nhưng Yui ôm chặt lấy hắn mà khóc. Tất cả những gì hắn có thể làm là ôm lấy cô khi thời gian quay ngược lại và thế giới vỡ tan xung quanh họ. Em thắng rồi, Yui. Anh sẽ không cố làm vậy nữa. Anh sẽ cố để hiểu được ước nguyện của em. Kanzaki nói trong khoảng không gian khi thế giới đang tái lập. Thời gian bắt đầu quay ngược lại. Các mảnh vỡ của những tấm gương giờ đây đang gắn kết lại. Anh hứa, vì em. Thật là một sự yên lặng bất thường ở quán trà Atori. Shinji, Yui và Ren chớp mắt bỡ ngỡ như thể họ đã từng ở đó trước đây. Có phải cô... Shinji mở lời trước khi anh để ý đến thứ trong tay Ren. Cậu làm gì với điện thoại của tôi vậy? Ren cũng bối rối như Shinji. Nhưng anh đã ném chiếc điện thoại lại rồi nói, rõ ràng là cậu đã đưa nó cho tôi mà. Chứ sao tôi lại có nó? Shinji định trả lời thì anh thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Yui. Yui-chan, cô không sao chứ? Ren cũng tỏ vẻ lo lắng. Yui không nhận ra mình đang khóc cho đến khi họ nhắc. Giờ cô lau nước mắt sau khi Shinji vội vàng đưa cho cô chiếc khăn tay với vẻ mặt lo lắng mà anh chỉ có thể cho cô thấy. Ren hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không biết, cô trả lời thành thật, đưa lại cho Shinji chiếc khăn tay giờ đây đã đẫm nước mắt. Tôi nghĩ mình vẫn ổn. Cánh cửa bất ngờ mở ra và họ nhìn thấy Kitaoka đang bước vào. Họ bật sốc nhìn anh ta một lúc. Họ không nghĩ là sẽ gặp lại anh ta một lần nữa. Và anh ta cũng nhìn họ một cách bối rối. Sao mấy người nhìn chằm chằm tôi vậy? Anh ta hỏi. Ren là người đầu tiên lấy lại sự tập trung rồi trả lời. Chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Đi ra đi. Ren phàn nàn. Ồ, đó là cách cậu đối xử với khách VIP đấy à? Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn còn giữ được việc phụ bàn ở đây với cái thái độ đó đấy. Trước khi Ren nổi máu chiến thì Yui đã nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nói, sao anh không đi thăm Erisan đi? Shinji-kun và tôi có thể lo việc ở đây trong lúc anh đi vắng. Ren nhìn cô với đôi mắt như chẳng hiểu chuyện gì. Anh liếc nhìn qua Shinji thì thấy anh cũng có vẻ mặt tương tự. Nhưng bằng cách nào đó, Ren lại cảm thấy đó là việc anh nên làm. Và anh đã trả lời, được rồi, tôi sẽ về sau một giờ nữa. Gọi cho chúng tôi nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Shinji căn dặn. Ren liếc nhìn anh. Còn anh thì không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa. Nên chỉ có thể lẩm bẩm. Asakura vẫn còn đang ở ngoài kia. Còn Tiger và mấy tên Alternative nữa. Bọn chúng sẽ không là vấn đề gì đâu. Ren thở dài. Biểu lộ khuôn mặt quan tâm đến người bạn của mình. Nhưng được thôi. Hãy chắc là cậu sẽ nghe máy đấy. Hả? Ý cậu là sao khi nói tôi nhớ nghe máy? Tuy nhiên thì cơn giận của anh đã bị lờ đi ngay khi Ren bước ra khỏi cửa. Này, Ren! Shinji-kun. Yui mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Giờ không cần phải lo cho Ren đâu. Shinji chỉ tay về hướng Ren. Ừ nhưng mà cậu ta... Bộ tôi phải chờ đến hết cả buổi sáng mới có thể gọi món à? Chất lượng phục vụ ở đây tệ quá. Kitaoka trên ngang. Shinji bắt đầu mất bình tĩnh trước một rider khác nữa. Yui nói, hãy để tôi lo, anh đi mang bảng hiệu ra kia đi. Được rồi, cảm ơn Yui-chan. Tôi gọi món được chưa? Kitaoka thở dài. Xin chờ một chút. Xin thứ lỗi về chuyện vừa rồi. Quý khách dùng gì ạ? Một cà phê đen, hai viên đường. Anh ta trả lời với vẻ mặt chọc tức nhìn sang Shinji. Đừng có ngủ gật quá lâu đấy. Chỉ 2 phút là hoàn hảo. Bằng cách nào đó, Kitaoka còn khó ưa hơn cả Ren. Anh ta đã lên mặt dạy Shinji cách làm công việc của mình. Sao anh... Shinji gầm gừ. Được rồi, Yui trả lời ngay lập tức
ra hiệu cho Shinji đến quầy. Còn gì nữa không? Bây giờ thì không. Kitaoka trả lời một cách lịch sự. Cảm ơn, tôi mừng vì ở đây vẫn còn có người biết cách phục vụ chuyên nghiệp. Cảm ơn rất nhiều. Shinji vẫn còn khó chịu Kitaoka khi anh mang ấm đun đến. Tôi không thể tin là gã đó. Chúng ta sẽ sớm có thêm nhiều khách đến. Yui nhắc nhở anh sẽ ổn chứ? Ừ, nhưng còn cô thì sao Yui-chan? Cô có chắc là mình ổn chứ? Shinji thở dài. Cô lại gật đầu. Chỉ là lúc nãy bụi bay vào mắt tôi thôi. Cô chắc chứ? Cô mỉm cười. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn. Điều đó đã trấn an Shinji và anh gật đầu. Được rồi. Cánh cửa lại mở ra, nhưng lần này là một nhóm khách bước vào. Khi họ bắt đầu tìm bàn, Yui lấy quyển sổ tay của cô ra. Tôi sẽ ghi món cho họ. Hãy để mắt đến Kitaoka-san cho đến lúc đó nhé. Nhớ đấy, chỉ 2 phút thôi. Tuy Shinji đang khá cáu, nhưng anh thật sự rất vui vì có thể được gặp lại Kitaoka. Vì lý do nào đó mà anh cảm thấy biết ơn vô cùng khi Kitaoka còn sống. Ren không chắc điều gì đã khiến Yui bảo anh đến thăm Eri ngay khi họ vừa mở cửa. Nhưng đó cũng chỉ là một phần của ngày kỳ lạ như hôm nay. Ít ra thì anh không phải tiếp đãi Kitaoka nữa. Anh đội mũ bảo hiểm lên. Suốt cả buổi sáng nay, anh đã có một cảm giác kỳ lạ như những người kia. Anh lấy ra sợi dây chuyền mình đeo trên cổ, chạm ngón tay vào chiếc nhẫn của Eri, thứ mà suốt thời gian qua đã nhắc nhở anh lý do chiến đấu và giữ cho anh ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Giờ đây khi chạm vào nó, anh lại cảm thấy bình yên đến lạ kỳ. Ren để chiếc nhẫn lại trong lồng ngực rồi lái xe đi. Cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối anh mang hoa đến cho Eri. Có thể là hoa hồng hoặc một thứ gì đó gợi nhớ cho cô về bãi biển nơi họ thường đến. Ít nhất là cho đến khi anh cứu được cô và họ lại có thể ở bên nhau. Không ai có thể thấy được nụ cười bình yên của Ren, nhưng Eri có thể nghe được nó trong những giấc mơ của cô. Như thể anh đang nói với cô. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Ren cảm thấy hy vọng không còn là thứ xa vời nữa. Lần đầu tiên, anh, Shinji và Yui có chung một suy nghĩ. Một điều mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến. Được sống là một điều thật tuyệt. Vậy là Kamen Rider Ryuki World of If đã khép lại với một cái kết có hậu cho tất cả mọi người. Các bạn nghĩ sao về đầu chuyện này? Cũng như tập cuối của World of If, hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và share video để không bỏ lỡ những sản phẩm của RTK Media. Sắp tới, chuyên mục RTK Radio sẽ tạm nghỉ trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho loạt chuyện tiếp theo. Nên các bạn nhớ subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của nhóm nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!